Thank you so much for adjusting so that we could meet today on the 27th of March. Yeah. Xin chào tất cả mọi người và, và cảm ơn mọi người rất là nhiều đã có mặt hôm nay để chúng ta có thể có buổi học vào ngày 27 tháng 3 So how do we begin dissipating individual glamours and dispelling illusions? Vậy chúng ta là à, bắt đầu như thế nào để mà xua tan ảo cảm và đẩy lùi ảo tưởng? Master Dwalcul says to the man, therefore, who undertakes wholeheartedly the process of occult meditation, I would say with all conciseness, know thyself. Chansidikey nói rằng do đó đối với người toàn tâm toàn ý thực hiện quá trình tham thiền huyền linh, tôi sẽ nói một cách ngắn gọn nhất. Thứ nhất. hãy tự biết chính mình tự tri Proceed slowly and with caution thứ hai tiến hành chậm rãi và thận trọng study effects thứ ba nghiên cứu các tác động cultivate the realization that eternity is long And that that which is slowly built up endures forever. Và thứ tư, hãy trau dồi nhận thức rằng sự vĩnh cửu thì dài lâu và những gì được xây dựng từ từ sẽ tồn tại mãi mãi. Aim at regularity thứ năm hãy nhắm tới sự đều đặn Realize always that the true spiritual effects are to be seen in the exoteric life of service thứ sáu hãy luôn luôn nhớ rằng những hiệu quả phát triển tinh thần đích thực phải thấy được trong cuộc sống phụng sự ở ngoài cuộc đời Remember likewise that psychic phenomena are no indication Of a successful following of meditation. The world will see the effects and be a better judge than the student himself. Above all, the master will know, for the results on causal levels will be apparent to him. long before the man himself is conscious of any progress. Thế gian sẽ thấy những hiệu quả của thanh thiền và là quan tòa sáng suốt hơn chính người môn sinh. Trên hết, chân sư sẽ biết vì Ngài thấy rõ những kết quả nơi thể nguyên nhân của người môn sinh rất lâu trước khi ý, ý thức được một sự tiến bộ nào đó. The individual who is seeking to break up glamour in his individual life, he should be mentally polarized by decision and effort, even if the emotional nature is for him, in any one life, the line of least resistance. Trong trường hợp cá nhân đàn tìm cách tan ảo cảm trong đời sống cá nhân của y, y nên được an trụ về mặt trí tuệ. và bằng sự quyết tâm và nỗ lực mặc dù bản chất tình cảm đối với y trong bất cứ kiếp sống nào là đường lối ít đối kháng nhất. Those working in group formation will have achieved a measure of mental focus but for the purposes of the work to be done they will focus themselves consciously and deliberately Upon the emotional plane through their control of their natures. những ai đang hoạt động trong công việc hình thành nhóm sẽ đạt đến một mức độ tập trung trí tuệ nhưng đối với các mục tiêu của công việc cần làm họ sẽ tự tập trung bản thân một cách hữu thức và thận trọng vào cõi tình cảm qua sự kiểm soát của họ đối với các bản chất của họ workers must therefore have practiced meditation have reflected much upon the nature of thought and its uses and must be aware of the light within do đó các hành giả phải đã thực hành việc thiền định phải đã suy ngẫm nhiều về bản chất của tư tưởng và các công dụng của nó và phải ý thức được ánh sáng bên trong mình so what is required of the individual? When these three stages, and they are practiced meditation, deep reflection upon the nature of thought and its uses, and developed awareness of the light within, are established as related activities, habits, and automatic reactions, and when the intention is fixed. And the ability to focus has become an almost instinctual reaction. Then, sound and effective work can be done. To this work must be added persistence and patience. Khi ba giai đoạn này và ba giai đoạn đó là thực hành tham thiền, phản tư sâu sắc về bản chất của tư duy và cái, cái hữu dụng của nó. và nhận thức được phát triển, sự phát triển về ánh sáng trong nội tâm bên trong. Thì ba giai đoạn này được thiết lập như là các hoạt động, các tập quán và phản ứng tự động có liên quan. Và khi ý định được cố định và khả năng tập trung đã trở thành một phản ứng hầu như có tính bản năng, bây giờ công việc vững vàng và có hiệu quả có thể được thực hiện. Và phải thêm vào công việc này tính kiên nhẫn và đức kiên trì. It is not necessary i might add he says to have achieved perfection in the process before starting this work and service. CDK nói thêm. Tôi có thể nói thêm là không cần đã đạt đến sự hoàn thiện trong tiến trình trước khi bắt đầu công việc và việc phụng sự này. Disciples and aspirants must cultivate the consciousness of cooperation and realization that in service such as is proposed they are definitely participating in and hierarchical activity các <laughs> đệ tử và người chí nguyện phải vun bồi tâm thức hợp tác và sự nhận thức rằng trong việc phụng sự như được đề nghị họ đang tham gia một cách rõ rệt vào một hoạt động của thánh đoàn and they are therefore in a position to render help even if they could not alone and unaided achieve the desired results they can hasten the process by their combined help và do đó là họ đang ở một vị thế đưa đến sự trợ giúp mặc dù họ không thể một mình và không được giúp đỡ đạt đến các kết quả mong muốn họ có thể đẩy nhanh tiến trình bằng sự trợ giúp kết hợp của họ group and see our group approaching Master DK's study. Bây giờ trước khi chúng ta bắt đầu, chúng ta hãy cùng nhau chỉnh hợp như là linh hồn và như là một nhóm và nhìn thấy nhóm của chúng ta đang tiếp cận việc nghiên cứu uh, các giáo lý của chân sư dk. Breathe in effortlessly and easily. Hít vào một cách tự nhiên và dễ dàng. See our group moving through the field of lotus blossoms, lining our path toward Master DK's study. Nhìn thấy nhóm của chúng ta dịch chuyển qua một cái cánh đồng hoa sen đang nở dọc theo con đường hướng đến việc nghiên cứu của chữ, nghiên cứu về các cái giáo lý của chân sư. We pause at the ivory door which opens as the master greets us and invites us in for our contemplative approach to advancing as a discipleship group. Chúng ta dừng lại ở cánh cửa nhà đang mở ra khi chân sư chào đón chúng ta và mời chúng ta vào tiếp cận chiêm nghiệm để tiến tới như một nhóm đệ tử into the study and dissipation of glamour as individuals supported by this group tiến vào việc nghiên cứu và xua tan ảo cảm như những cá nhân được hỗ trợ bởi nhóm này we stand around Master Dwalcu and see three windows filled with light Chúng ta đứng quanh chân CDK và nhìn thấy ba cửa sổ tràn ngập ánh sáng. We stand in silence as he turns and faces the east. Chúng ta đứng trong thinh lặng khi Ngài quay và hướng mặt về phía đông. Together, we enter into this point of light. Cùng nhau, chúng ta tiến vào điểm ánh sáng này. We enter into a beam of directed, focused light, revealing a greater light and illuminating the way to the center of the light, directing our way. Chúng ta bước vào một chùm ánh sáng có định hướng và tập trung, làm hiển lộ một ánh sáng lớn hơn và soi đường đến trung tâm của ánh sáng, hướng dẫn con đường của chúng ta. We affirm, I am one with my group brothers and sisters, and all that I have is theirs. Chúng ta khẳng định, tôi là một với những anh chị em trong nhóm của mình, và cả những gì của tôi là của họ. May the love of the one soul pour forth to all. Bầu cho tình thương của linh hồn duy nhất tuôn đổ đến tất cả. May the energy of the one soul lift and aid all. Cầu cho năng lượng của linh hồn duy nhất nâng đỡ và trợ giúp tất cả. May the thoughts which the soul creates reach and encourage all. Cầu cho những tư tưởng mà linh hồn tạo ra chạm tới và động viên tất cả.

of the individual formula called the technique of light for the dissipation of individual glamour. You might ask yourself, how do I select the glamour to begin with for the dissipation of glamour? bạn có thể tự hỏi, tôi phải lựa chọn ảo cảm để bắt đầu như thế nào? Tôi sẽ bắt đầu với lựa chọn cái ảo cảm gì? Như thế nào? Để xua tan ảo cảm cá nhân. As the observer, assume the attitude of the soul, and from that high point, look back over a period of time as if watching the movie of your life or as the observer the director of the life watching the play on the stage of life from the balcony như là người quan sát hãy đảm nhận thái độ hãy giữ một cái thái độ như là của linh hồn và từ đỉnh cao đó nhìn lại một khoảng thời gian như thể đang xem bộ phim của cuộc đời bạn hoặc với tư cách là người quan sát, người đạo diễn của cuộc đời đang xem vở kịch trên sân khấu cuộc đời từ ban công. Notice a moment when an event or a recollection reveals some response that's always related to a feeling activity, especially if you return to think about the situation more than once over time hãy chú ý đến khoảnh khắc khi một sự kiện hoặc hồi ức bộc lộ phản ứng nào đó luôn luôn liên quan đến một cái hoạt động về cảm giác, cảm xúc, cảm nhận. Đặc biệt, nếu như bạn quay lại và nghĩ về một cái tình huống mà đó mà nhiều hơn một lần qua thời gian Did you notice a feeling of self-pity, like not being liked or appreciated, maybe put into a box? Bạn có, đã từng có cái cảm giác như là tuổi thân, không được yêu thích hay không được trân trọng? Có lẽ là bạn hãy cất nó vào một cái hộp. Or was it a feeling of upsetness, anger, worry, over-caring, that is, Unselfish selfishness, as it is based on your individual need or idea of how things should be or what someone should do. Hoặc là một cái cảm giác khó chịu, tức giận, lo lắng, quan tâm quá mức vốn là một cái sự kỹ mang tính vị tha uh, vì nó dựa trên cái nhu cầu hoặc ý tưởng cá nhân của bạn về mọi thứ nên diễn ra như thế nào hoặc ai đó nên làm gì? Or was it a feeling of the need to control a situation, no matter how important or unimportant, without consideration of the whole, all those affected? Hoặc là cái cảm giác mà cần phải kiểm soát một tình huống, cho dù nó quan trọng hay là không quan trọng đến đâu, mà không cần xem xét đến tổng thể cả những người bị ảnh hưởng. was it the feeling of the need to be right about a situation without true concern for others hoặc là cảm thấy cần phải đúng trong một cái tình huống mà không thực sự quan tâm đến người khác if this happened pause and think about if none of those seem accurate for you What would you call the feeling that you had when you looked at your from the observer on to the plane of your life như là cái người quan sát um, từ cái góc độ của linh hồn vào cái 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 cõi hồng trần nơi mà chúng ta đang sống thì bạn có nhận ra những cái ảo cảm này của mình có thể nhìn nhìn thấy như là linh hồn để mà nhìn vào một cách tách rời, nhớ lại cái hoàn cảnh mà bạn có thể gọi tên đủ nó là cái gì không? In any of these cases you recall or can see as the soul with true mindfulness and in a truly detached manner. Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn nhớ lại hoặc có thể nhìn thấy như là một linh hồn với cái sự chánh niệm thực sự và theo cái cách thực sự tách rời. The astral or kama manasik, when the feeling and the mind are intertwined, nature of your response. Và theo một cái cách thực sự tách rời cái bản chất cảm dục hay là cái bản chất trí cảm, kama Manasik tức là khi mà cái cảm giác và cái trí tuệ nó hòa quyện vào nhau trong cái phản ứng của bạn. You can then see or recall the situation and the glamour. Như thế sau đó bạn có thể bạn nhìn thấy hoặc nhớ lại cái hoàn cảnh và cái ảo cảm. Give it the name you believe to be most appropriate. Hãy đặt cho nó cái tên mà bạn cho là phù hợp nhất. practice the attitude of the observer. Thực hành thái độ của người quan sát. Envision your etheric body, your aura which includes your health order aura, envision your astral emotional aura and finally your mental aura. Hãy hình dung thể dị thái của bạn. Hào quang của bạn, bao gồm hào quang sức khỏe của bạn. hình dung hào quang cảm xúc cảm dục và cuối cùng là hào quang thể trí của bạn. Encapsulating your expressed radiance and your place upon the path of evolution. Your personality instrument. Và gói gọn ánh hào quang dị thái được thể hiện ra của bạn và vị trí của bạn trên con đường tiến hóa, vốn là khí cụ phạm ngã của bạn. now pause and see the outline of these spheres these auras in a unity bây giờ dừng lại và hãy nhìn thấy đường nét của những những cái khối cầu này những hào quang này trong một thể thống nhất now imagine the interconnections the elemental and davic streams flowing relating connecting these auras as a single unified field bây giờ hãy tưởng tượng các mối liên kết các dòng chảy tinh linh và các tinh linh hành khí và các cái dòng chảy thiên thần tuôn chảy kết nối liên quan nối kết những cái hào quang này như một trường thống nhất duy nhất And maintain that attitude so that you can look down or look into these united auras as we sound the words of Roberto Assagioli. Và bạn hãy giữ cái thái độ uh, thái độ của một quan sát này Um, và phát ra những cái lời của khi mà phát ra những cái lời của Roberto Asajuli. I have a body, I am not my body. Tôi có một cơ thể, nhưng tôi không phải là cơ thể của tôi. I have emotions, I am not my emotions. Tôi có những cảm xúc Nhưng tôi không phải là cảm xúc của tôi I have a mind I am not my mind tôi có một cái trí nhưng tôi không phải là cái trí của tôi Now lift the attention within these united spheres to the highest point or for you it may be the deepest point of life within your being the soul Bây giờ, hãy nâng sự chú ý trong các thỉnh vực hợp nhất này, lên điểm cao nhất, hoặc có thể với bạn là điểm sâu nhất của sự sống trong con người bạn, đó là linh hồn. And say, Và I nói, am the soul. tôi là linh hồn. I am light divine. Tôi là ánh sáng thiên liêng. I am love. Tôi là tình thương. I am will. Tôi là ý chí. I am fixed design. Tôi là thiết kế đã định. As we move forward we hold that altitude, that position of the observer. Khi mà chúng ta cứ tiến trực tiếp tước tới thì các bạn hãy duy trì nhớ duy trì cái thái độ của người quan sát hay là cái thái độ của linh hồn tắt trời and because we work as a group we sound the protective formula and the members of this group say in unison và chúng ta làm việc như một nhóm chúng ta cùng sướng lên cầu chú nguyện bảo vệ và các thành viên của nhóm đồng thanh đọc. Using the sign of the cross of the divinity where we touch the forehead, oh, was, uh, touch the forehead, touch the middle of the chest, the left eye and then the right eye. Và sử dụng dấu hiệu thánh giá. Uh, chúng ta chạm vào trán, vào giữa ngực, mắt trái và mắt phải. Uh -huh touch the forehead as a soul i work in light chạm vào trán như là linh hồn chúng ta hoạt động trong ánh sáng and touch the chest and darkness cannot touch me và chạm vào giữa ngực và bóng tối không thể chạm đến chúng ta touch the left eye i take my stand within the light chạm vào mắt Trái, chúng ta đứng vững vàng trong ánh sáng. Touch the right eye, I work and from that point I never move. Chạm vào mắt phải, chúng ta hoạt động. Tôi hoạt động và từ điểm đó, tôi không bao giờ lay chuyển. Let's pause and have each individual do this and sound the protective formula using the sign of the cross of divinity. Bây giờ chúng ta sẽ dừng lại để toàn bộ nhóm có thể đọc bài chú nguyện này và sử dụng dấu hiệu thánh giá cùng nhau. Như là linh hồn, chúng ta hoạt động trong ánh sáng và bóng tối không thể chạm đến chúng ta. Chúng ta đứng vững vàng trong ánh sáng. Chúng ta hoạt động và từ điểm đó, chúng ta không bao giờ lay chuyển. Both esoteric healing and the dissipation of glamour require soul focus. So what is the distinction? Cả hai trị liệu huyền môn và su tan ảo cảm đều yêu cầu tập trung vào linh hồn. Vậy sự khác biệt ở đây là gì? Discrimination and detachment. Sự phân biệt và tách rời. The art of the healer is concerned with the lifting of the downward focused eyes unto the soul, the healer within the form. Nghệ thuật của người chữa lành liên quan đến việc ngước đôi mắt tập trung hướng xuống vào linh hồn, người chữa lành bên trong hình tướng. The spiritual or third eye then directs the healing force and all is well. Sau đó, con mắt tinh thần hay con mắt thứ ba sẽ điều khiển mãnh lực chữa lành và rồi mọi việc sẽ đều ổn. In magnetic healing, the triangle of the head, heart and Ajna center is utilized. Trong chữ lệnh, trị liệu bằng từ tính, chữa lành bằng từ tính, tam giác của luân sa đầu, tim và asana được sử dụng. The emphasis is on the Ajna center as the directing center using the hands in front of the forehead in the radiatory healing technique. Sự nhấn mạnh là vào cái trung tâm luân sa asana như là trung tâm chỉ đạo, sử dụng đôi tay trước trán trong kỹ thuật chữa lành bằng phát xạ. So that's how we use discrimination and detachment in healing. Và đó là cái cách mà chúng ta sử dụng sự phân biệt và tách rời trong trị liệu hay trong việc chữa lành. So what differs in discrimination and detachment in terms of the dissipation of glamour? Vậy thì sự khác biệt là gì khi xét đến cái uh, về phương diện xua tan ảo cảm? As those who are to become part of the second seed group of trained observers, dissipating glamour and dispelling illusion. Như là những người sắp trở thành một phần của nhóm hạt giống, nhóm phụng sự hạt giống thứ hai, gồm những người, những nhà quan sát, viên lão luyện để xua tan ảo cảm và đẩy lùi ảo tưởng. The head, heart and solar plexus triangle is utilized. The triple light of the soul. Tam giác luân xa đầu, tim và tùng thái dương được sử dụng. Vốn là ba ánh sáng của linh hồn. The triple light of the soul onto the astral plane, done imaginatively according to the method of the individual's creative imagination. Và ba cái ánh sáng của linh hồn này được soi chiếu vào cõi cảm dục và được thực hiện trong hình dung tưởng tượng theo phương pháp tưởng tượng sáng tạo của cá nhân. So just a note this is I've added uh, in Daisy. You'll notice as we go through these dissipation of glamour slides i do not use pictures as we do in healing we use the imagination of each individual à như các bạn đã thấy trong cái phần mà sutta ảo cảm này á thì khi mà chúng ta thấy là các cái slide cô không có đưa vào cái hình ảnh như là so we develop this searchlight a triple light which is turned on to the astral plane not to the astral body it is turned on to the astral plane and directed to the chosen glamour resulting in the dissipation of the fog the cloud the distortion that the glamour và ở đây chúng ta sử dụng một cái đèn rọi một cái đèn pha là một cái ngọn đèn gồm ba ánh sáng của linh hồn và nó được xoay vào nó được chiếu vào trong cái cõi cảm dục chứ không phải là trong thể cảm dục và nó được điều hướng hướng tới cái ảo cảm đã được chọn và kết quả là dẫn đến việc xua tan cái mây mù, cái sương mù, cái đám mây, cái sự biến dạng hay là cái ảo cảm và cuối cùng nó làm tiết lộ ra sự thật. And I'll make a note here too. Uh, this point is so important that we put the light onto the astral plane and not the astral body. Because DK says this is one of the most important things that we need to realize in doing the glamour work. và ở đây có một cái điều quan trọng cần phải nhấn mạnh cần phải lưu ý đó là chương DK đã nói là trong cái việc mà su ta ảo cảm thì cái điều quan trọng là chúng ta sẽ chiếu cái đèn rọi cái ngọn đèn tam phân ngọn đèn gồm ba ánh sáng của linh hồn và nó sẽ được chiếu lên uh, trên vào cái cõi cảm dục Thank you. Always select something that is truly present in your life and knowing that this is limiting you, hindering you, standing in your way as you progress along the path of probation or the path of initiation. và hãy luôn chọn cái cái ảo cảm mà chọn để sưu tan nó cái hãy luôn chọn cái ảo cảm nào đó mà nó thực sự hiện diện trong cuộc sống của bạn và biết rằng cái ảo cảm này nó đang hạn chế bạn nó đang cản trở bạn khi bạn tiến bước trên con đường con đường đạo hoặc là ở giai đoạn dự bị thanh luyện hoặc là con đường điểm đạo Master DK tells us that we all have glamours and these flaws are there until the fourth initiation, when the etheric physical body is no longer in the play on the stage or action of your life. Và Sư nói với chúng ta rằng tất cả chúng ta đều có ảo cảm và những cái khuyết điểm, những cái ảo cảm này nó sẽ vẫn tồn tại cho đến tận cuộc điểm đạo thứ tư khi mà thể dĩ thái, thể xác, thể xác dĩ thái không còn trong cái vở kịch Do not let others select a glamour for you or tell someone else what their glamour is. They cannot know, or we, whoever would say this is your glamour, we can't know how it's truly impacting your life. You can only know how it's impacting you. And another person i cannot tell you what your glamour is i can have no idea really how it is impacting you và đừng bao giờ để cho người khác chọn một cái ảo cảm nào đó cho bạn cũng như là bạn cũng đừng bao giờ nói với người khác là họ đang bị cái ảo cảm gì bởi vì bạn không thể biết được là cái người ta cái cái ảo cảm đó nó ảnh hưởng cuộc sống như thế nào cũng giống như người ta người khác cũng không thể biết được một cái ảo cảm nào đó thực sự ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn như thế nào mà uh, người khác người ta chỉ có thể biết là cái ảo cảm đó tác động đến cuộc đời của họ như thế nào mà thôi cũng như chỉ có bạn mới biết được cái ảo cảm nó tác động như thế nào đến bạn mà thôi so when you notice what you believe to be a glamour in others ask yourself first What glamour or illusion is occurring in my mind and my astral field? And is there a glamour that I need to focus on to act with pure detachment and true discrimination? Và khi bạn nhận thấy bạn bạn uh, lưu ý thấy là có cái điều mà bạn tin là có cái ảo cảm nào đó nơi người khác thì cái trước tiên á hãy tự hỏi là có cái ảo cảm hay cái ảo tưởng nào đang xảy ra trong tâm trí của tôi hay là trong cái trường uh, trong cái trường cảm xúc của tôi tôi cái trường cảm dục của tôi và liệu có cái ảo cảm nào mà tôi cần phải tập trung vào để hành động với sự buông bỏ thuần khiết và cái sự phân biệt chứ một cách chân thật thực sự hay không When you notice a glamour... Go back and review the list that begins, know thyself. Make this bạn, a regular practice. Khi mà bạn nhận ra một cái, uh, thấy một cái ảo cảm thì hãy quay lại và xem lại cái danh sách. Bắt đầu với uh, cái dòng là hãy tự biết chính mình, hãy tự tri. Và hãy biến cái điều này thành một cái thực hành thường xuyên. So as you move on to the group glamour, it's essential that you're able to stand in spiritual being and serve as the soul. Hãy biến cái việc mà uh, quay lại xem lại những cái danh sách mà lời khuyên của chân sư về việc hiểu biết chính mình đó. Hãy biến cái điều đó như một cái lời nhắc nhở thường xuyên, những cái lời dạng của chân sư như là một cái thực hành thường xuyên của bạn. Khi mà, bởi vì uh, khi mà bạn chuyển sang làm việc với nhóm ảo cảm, thì cái điều cần thiết quan trọng là bạn có thể đứng vững trong bản thể tinh thần và phụng sự như làm linh hồn. Always remembering that we have many glamours and it takes time to dissipate them. Và hãy luôn luôn nhớ rằng chúng ta có rất là nhiều những cái ảo cảm và cần thời gian dài lâu để mà có thể xua tan chúng. As you do, more appear and fear not. You are in service of the soul and inevitably of humanity. Và khi mà bạn xua ta ảo cảm á, thì nó sẽ càng có nhiều ảo cảm khác nó xuất hiện. Đó, tức là xua ta ảo cảm này thì sẽ có ảo cảm khác nó sẽ xuất hiện ra. Nhưng mà đừng sợ hãi, đừng lo lắng bởi vì bạn đang phụng sự cho linh hồn và chắc chắn là uh, cho nhân loại. Master DK says Sư DK nói rằng một trong những cái việc quan trọng nhất của chúng ta như những người đi trên đường đạo có thể thầm việc đó là xua tan của ảo cảm của chính cá nhân mình, làm xua tan đi những cái ảo cảm của chính bản thân cá nhân của mình. So first we have to recognize the glamour to be dissipated and this involves two steps. A willingness to cooperate with the soul in physical, astral and mental ways in order to aid in the more technical work. ponder on the implications of this sentence thứ nhất đó là chúng ta phải sẵn sàng hợp tác với linh hồn theo các cái đường lối hồng trần cảm dục và trí tuệ để mà hỗ trợ công việc mang tính kỹ thuật hơn hãy suy ngẫm về hàm ý trong câu này a recognition of the ways in which this glamour affects the daily life and all relationships và bước thứ hai đó là nhận thức được những cái cách thức mà ảo cảm này ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày và mọi mối quan hệ của bạn. Practice for yourself a brief guided visualization as the observer, your soul presence to assist you in this stage of recognition. So when you go back and review, practice the visualization as the observer. Using your creative imagination. hãy tự thực hành cho mình một hình dung có hướng dẫn ngắn gọn với tư cách là người quan sát là cái sự hiện diện của linh hồn bạn để hỗ trợ bạn trong giai đoạn uh, nhận biết trong giai đoạn nhận biết này tức là hình dung bạn như một người quan sát The three stages of focusing are outlined on pages 208 to 210 in Glamour a World Problem and you will want to study those because these three stages must be undertaken. Có ba giai đoạn tập trung phải được thực hiện phải thực hiện được nêu ở trang 208 đến 210 trong quyển ảo cả một vấn đề của thế giới và uh, bạn sẽ cần phải phải nghiên cứu ba cái giai đoạn này để mà thực hành. And we will study these together as we move forward with the glamour work. Và, và chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu ba giai đoạn này khi mà chúng ta tiến bước tiếp. The first stage of focusing the light of the mind and the light of matter, your brain consciousness in the mental vehicle và bước đầu tiên giai đoạn đầu tiên đó là việc giai đoạn tập trung ánh sáng của cái trí ánh sáng của thể trí với cái ánh sáng của vật chất tức là tâm thức não bộ vào trong cái thể trí và các bạn phải lưu ý là cái điều này nó không hề liên quan gì đến cái hoạt động của cảm cảm nhận, cảm cảm giác, cảm xúc cả. This is done by the process of lifting up and of blending and fusion. And to do this activity, the creative imagination is employed on the mental level. Và cái điều này, cái việc mà tập trung ánh sáng của cái trí và ánh sáng của vật chất vào thể trí, điều này được thực hiện bằng một quá trình nâng cao hòa trộn và hợp nhất và để làm được điều này thì chúng ta sử dụng cái trí tưởng tượng sáng tạo ở trong cái cấp độ trí tuệ then the stage of meditation which in time brings about the fusion of the light of matter the brain consciousness and the light of the mind with the light of the soul upon the mental plane. Ở giai đoạn thứ hai là giai đoạn tham thiền mà theo theo thời gian sẽ mang lại sự hợp nhất giữa ánh sáng của vật chất, của tâm thức não bộ. ánh sáng của trí tuệ và ánh sáng của linh hồn trên cõi trí. And then the stage in which these three lights are realized as one unified light, a searchlight ready to be turned in the needed direction. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn trong đó ba ánh sáng này được nhận ra là một ánh sáng hợp nhất, thống nhất, một ngọn đèn pha soi rộng sẵn sàng quay về cái hướng cần thiết. And this is only truly possible, DK says, when a steady rapport has been established between the soul and the brain. Và chính sư DK nói rằng điều này chỉ thực sự có thể được thực hiện khi uh, đã khi đã thiết lập được một cái mối quan hệ ổn định giữa linh hồn và não bộ tâm thức hồng trần. The process involves the capacity of the brain to register what the soul is visioning and becoming aware of in the kingdom of the soul. Và quá trình này liên quan đến khả năng của não bộ có thể ghi lại những gì linh hồn đang hình dung và nhận thức được trong cõi giới của linh hồn. it involves also a paralleling activity in the mind for the aspirant must interpret the vision and utilize the concrete intelligent faculty for the wise adaptation of time and of form to the true expression of that which has been learnt và nó cũng bao gồm một hoạt động song song trong trí vì người chí nguyện phải diễn giải tầm nhìn và sử dụng chức năng thông tuệ cụ thể để thích ứng một cách khôn ngoan về thời gian và hình dạng với sự biểu hiện thực sự của điều đã được học. This is by no means an easy thing to do, but the aspirant has eventually to learn to express himself in full consciousness in more than one way and do that simultaneously. Và đây hoàn toàn không phải là một điều dễ dàng để thực hiện nhưng người chí nguyện cuối cùng phải học cách thể hiện bản thân mình với tâm thức trọn vẹn đầy đủ theo nhiều cách và đồng thời let me give an example <laughs> và cô sẽ cho một cái ví dụ when you think about a, a surgeon doing surgery The surgeon but, must be using the brain and also using the higher mind simultaneously to orchestrate the surgery, constantly using the brain to monitor what the hands are doing, and the mind, the higher mind, as the executive in charge of the brain. to the hands. À, giống như là cô đưa ra một cái ví dụ, chúng ta có thể hình dung như là một cái một cái bác sĩ phẫu thuật khi mà bác sĩ phẫu thuật làm việc thì ông phải uh, kết hợp cái cái um, cái tâm thức não bộ với đôi tay của mình, nhưng mà thực sự ông cũng phải kết hợp cái tâm thức não bộ với cái thượng trí bởi vì cái thượng trí lúc này mới là cái người điều hành thực để cho cái cho cái đôi tay. There are no emotions involved. Và cái quá trình này nó không hề liên quan đến cảm xúc gì cả. Thank you. So as the aspirant, the disciple, we begin to learn a triple activity in this manner as the old commentary expresses it và cái cái người uh, đệ tử thì bắt đầu học cái hoạt động tam phân một cái hoạt động mà uh, theo ba lần theo cái cách này và điều này cổ luận đã diễn đạt như sau the soul the solar orb shines forth in radiant splendor the illuminated mind reflects the solar glory linh hồn hay là thái dương cầu tỏa chiếu trong vẻ huy hoàng rực rỡ thể trí giác ngộ phản ánh vẻ rực rỡ của mặt trời the lunar orb the physical brain rises from the center to the summit and is transformed into a radiant sun of light nguyệt cầu hay là cái tâm thức não bộ hồng trần đi lên từ tâm đến đỉnh và được biến đổi thành một mặt trời chói rạng ánh sáng. When these three suns, the soul light, the illumined mind and the brain, the brain light are one. Và khi ba mặt trời này hợp nhất thành một, tức là ba cái ánh sáng của linh hồn, ánh sáng của một cái thể trí được Uh, giác ngộ được soi soi sáng và ánh sáng của tâm thức hồng trần não bộ hồng trần tâm thức của vật uh, ánh sáng vật chất của tâm thức não bộ hồng trần được hợp nhất so when these three are one, Brahma breaks forth and a lighted world is born. Và khi ba mặt trời này hợp nhất thì Brahma xuất hiện và một thế giới sáng ngời được sinh ra. This literally means that when the soul symbolized as the solar orb, the mind and the light in the head form one unit, the creative power of the solar angel can express itself in the three worlds and can construct a form through which its energy can actively express itself. Điều này có nghĩa là khi linh hồn... được biểu tượng hóa như là thái dương cầu thể trí và ánh sáng trong đầu hợp thành một đơn vị năng lực sáng tạo của thái dương thiên thần có thể tự hiển lộ trong ba cõi thấp trong tam giới và có thể kiến tạo một hình tướng mà qua đó năng lượng của nó có thể tự biểu lộ một cách tích cực The lunar orb is a symbolic way of expressing the solar plexus of uh, the solar plexus in the brain as we've learned there are seven centers in the head which eventually this <coughs> lunar orb or solar plexus rises is purified with the heart and then does two things như chúng ta đã biết là bên trong đầu của chúng ta cũng hàm chứa toàn bộ bảy cái luân xa trong đầu nó là bảy cái luân xa trong đầu tương ứng với bảy cái luân xa chính và uh, uh, và người cầu làm cách diễn giải tượng trưng cho cái luân xa tùng thái dương trong đầu vốn cuối cùng và uh, phải thực hiện hai việc So

And blending with the energies of the higher centers, the soul in that is in our head, uh, in the <coughs> the higher mental plane, where the soul lives in the vehicle and it reaches the head. But, the third nâng cao các năng lượng được phối the này, of the vậy hòa lẫn với các năng lượng của các Uh, trung tâm lực khác cao hơn và uh, lên tới đầu. And we will go through this in different ways as we progress through this series. Và chúng ta sẽ uh, đi qua những cái phần này theo những cái cách khác chi tiết hơn uh, trong trong cái chuỗi nghiên cứu này. À, hồi nãy có một cái mà em muốn nói nè hồi nãy cô có nói về cái việc mà uh, chuyển hóa giữa luân xa tùng thái dương như chúng ta biết là nó chuyển hóa lên cái đi uh, chuyển dịch đến cái luân xa tim và cuối cùng là nó chuyển hóa thành cái luân xa tùng thái dương ở trong đầu và có hai cái chúng ta cần cái công nhận về hai cái khía cạnh chuẩn bị. And DK summarizes it by saying it's the alignment of the personality so that the three aspects of the lower nature are seen as constituting one functioning personality. nói là cái sự chuẩn bị thứ nhất là cái việc chỉnh hợp phàm ngã sao cho ba khía cạnh của bản chất thấp kém tức là bàn khi cảnh thấp của phàm ngã được coi là hợp thành một phàm ngã hoạt động. And this is in, in the second is in preparing is this act of integration in which the personality and the soul are seen also as a unit. và cái, cái khía cạnh chuẩn bị thứ hai đó là một hành động tích hợp một hành động tích hợp hợp nhất trong đó phàm ngã và linh hồn được xem cũng được xem như là một đơn vị. This is done through the dedication of the personality to the soul and the acceptance by the soul of the personality. Và điều này được thực hiện thông qua việc phàm ngã hiến dân bản thân mình, phà, uh, hiến dân của phàm ngã cho linh hồn và linh hồn chấp nhận So as we accomplish this, what's happening? These two lines of thinking produce a field of magnetic thought and realization in which all the work is done. Và khi mà chúng ta chuẩn bị được hai cái cái bước này rồi thì cái điều gì xảy ra? Tức là hai dòng tư tưởng này sẽ tạo ra một trường tư tưởng và nhận thức có cái tính từ tính mà trong đó mọi công việc sẽ được thực hiện. All the above embodies a teaching and a theory, and this has to be wrought out in the practical experiment and experience and conscious activity of the aspirant. Tất cả những điều trên thể hiện một lời dạy và một lý thuyết. Điều này phải được thực hiện trong thử nghiệm và trải nghiệm thực tế Cũng như hoạt động có ý thức của người so, for your study in the next couple of weeks before our next session, focus on knowing thyself, proceeding slowly and with caution, and studying effects to cultivate the realization that eternity is long and that that which is slowly built up. endures forever so we aim at regularity. Và như vậy uh, các bạn có thể tự uh, tự xem lại những lời dạy của chân sư sau đây để mà chúng ta có thể uh, giống như là tu tập trong uh, trước khi mà cho những cái buổi tiếp theo đó là uh, nhắc lại đó là hãy tự tri hãy tự biết chính mình rồi tiến bước chậm rãi và cẩn trọng thứ ba là nghiên cứu những cái tác động thứ tư là vun bồi cái nhận thức rằng sự vĩnh cửu thì dài lâu và rằng cái gì được kiến tạo một cách từ từ thì sẽ mãi bền bỉ và cuối cùng là hướng đến sự đều đặn em không nghe tiếng cô nữa ta. Dạ à, dạ, chắc là tạm được. Dạng đi xong rồi chị, nếu dạ? có ai hỏi thì cô sẽ trả lời. Dạ dạ. Chắc là mình stop spelling. Dạ. Dạ. Cứu em có hỏi. Oh, ờ, đợi chút xíu nha. Đợi chút xíu nha. À, cứu anh có ghi được tiếng Anh luôn nè. À? um So, Joe. Miss, Miss Tuanji has a question. At the beginning, you have an introduction to the triangle in the glamour, which includes the head chakra, the heart chakra, and the solar plexus chakra, which are the three lights of the soul. Those three lights are physical light, mental light, and soul light, right? And if so, Which chakra does each light correspond to? Dạ. Yeah. Và uh, Tú Anh cũng có dịch là ở đầu cô Châu có giới thiệu về tam giác trong việc xua tan ảo cảm, bao gồm luân xa đầu, luân xa tim và luân xa tụng thái dương. Đó là ba ánh sáng của linh hồn. Ba ánh sáng đó là ánh sáng vật chất, ánh sáng trí tuệ và ánh sáng linh hồn, phải không ạ? À? oh i'm sorry i had myself muted i am so sorry <laughs> oh that was really wrong of me um uh the question in the triangle, and these triangles are given in, um, I can't remember which book, it's where DK describes the seed groups. I believe it's in externalization of the hierarchy. And uh, I don't know if you all have uh, studied those in your uh, Moria Federation studies yet. So, DK. Uh, well, you want to translate that and then I'll move yeah, on. Yeah, yeah sure. Um, thì uh, cô có nói là uh, Chính sư DK có nhắc đến cái tam giác này uh, trong cái việc mà các cái nhóm hạt giống. Hình như là cô nói là trong cái quyển mà uh, sự ngoại hiện của Thánh Đoàn. Thì là không biết là các bạn đã học đến cái phần này chưa? Yeah. So, Master DK always gives what uh, we call correspondences or parallels or um you can kind of apply one teaching he gives across many teachings in all the books và TDK thì à uh, thường đưa ra những cái những, gì, những cái hạt giống hầu như có nghe đúng không là những cái hạt giống tương ứng tức là sẽ có một cái gì đó mà nó sẽ tương ứng trong nhiều những cái cuốn sách khác nhau của ngài And the seed groups, the first three, are related to the three skills or um, learnings that we must use in order to become disciples on higher levels. Và ba cái uh, ba cái nhóm hạt giống đầu tiên thì nó liên quan đến ba cái kỹ năng. mà chúng ta phải giống uh, như chúng ta phải luyện tập để mà có thể uh, hoạt động như là những cái đệ tử ở cái cấp độ cao. These three are number one to develop the ability of telepathy, become telepathic communicators. Và um, ba cái kỹ năng này thứ nhất đó là cái kỹ năng và phát triển cái kỹ năng mà viễn cảm giống như kiểu là uh, có thể phát triển cái cái khả năng mà giao tiếp viễn cảm The second is to become trained observers và cái nhóm hàng chống thứ hai tức là cái kỹ năng thứ hai cần phải luyện tập đó là phải trở thành những cái nhà quan sát lão luyện and the third to become healers. Và cái nhóm hạt giống thứ ba hay là cái kỹ năng thứ ba phải rèn luyện khi muốn là cái người đệ tử cấp cao đó là cái những nhà chữa lành, tức là kỹ năng chữa lành. Each of these has a triangle of energies associated with it. Và mỗi một cái mỗi một cái uh, cái nhóm hạt giống hay mỗi một cái kỹ năng này thì nó lại có một cái tam giác tương ứng với nó. The trained observers, the triangle is the head, heart and solar plexus. Và đối với cái nhà quan sát lão luyện thì cái tam giác tương ứng đó là uh, luôn xa đầu the, the head, the heart and the solar plexus. Professor yeah. dạ đó là luân xa đầu luân xa tim và luân xa tùng thái dương and i believe you've learned in studying with nicole healing that there are seven centers in the head center và tôi tin là các bạn cũng đã học với cô Nicole trong cái môn trị liệu hiền môn là bản thân trong đầu của chúng ta thì có 7 cái luân xa tương ứng với tức là bảy cái luân xa bên trong đầu nó nó giống như là nó có cái sự tương ứng với bảy cái luân xa trong cái thể địa thái của chúng ta. And I think I will try to find something to help visualize this but the magnetic healers the healers triangle is the head, heart and ajna. That cái tam giác của cái nhóm mà những nhà chữa lành những nhà trị liệu huyền môn thì đó là uh, tam giác của uh, the head the, the asana and the heart right Correct. là tam luân xa đầu luân xa tim và luân xa asna and the head and the heart are two of the centers for the telepathic communicators so all three groups have the head and the heart In common, và cái 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 nhóm mà uh, giao giao tiếp viễn cảm thì uh, là sẽ tập trung vào cái tam giác là uh, luôn xa đầu, luôn xa tim. So for the telepathic, the head, the heart, and uh, I'm blanking right now. I I was going to go, try to look it up, but for, for uh, I have a I have a visual that I use with this. I apologize, I wasn't thinking about trying to visualize it in this related to the seed group. So, anyway, to say that in our work in dispelling glamour, dispelling illusion, and dissipating glamour, we are demanded first ourselves to clear the astral body, our own astral body by using this technique of light that is actually using the head center centers. We're go, we're up on a higher level. We're not operating in our solar plexus that is our personality on a lower level. We're actually using this we're connecting with the solar plexus in the head center if that makes sense. I don't know. Uh, how better to describe it because we're oh, using yeah. this we're using the light and shining it in a brilliant light onto that lower plane where we have created these glamours for ourselves yeah um giao tiếp viễn cảm á thì là cái uh, tâm giác đó là luân xa tim và luân xa đầu và, và còn một cái nữa thì không thấy cô nói đến nên mình mới hỏi là cái thứ ba là gì nhưng mà có một cái phần cô muốn nói nữa là cả ba cái nhóm ba cái nhóm hạt giống là uh, nhóm nhóm uh, những nhà quan sát viên lão luyện nhóm giao tiếp viễn cảm và nhóm nhà trị liệu thì đều sử dụng hai cái luân xa chính là luân xa tim và luân xa đầu thì uh, uh, xong rồi cái cô mới nói là cái điều quan trọng đối với cái việc mà su ta ảo cảm đó, là chúng ta phải làm sao mà để um, để làm sạch cái 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 tức là làm xóa bỏ cái cái thể cảm dục giống như là tập trung không phải là tập trung vào thể cảm dục nhưng mà làm làm sạch cái cái thể cảm dục của mình vậy và uh, cái gì ta um, này có nói gì nữa này và và cái cái việc mà cái luân xa tùng thái dương á luân xa tùng thái dương thì thực ra là mình chúng ta có nói luân xa thái dương nhưng mà nó không phải là cái luân xa tùng thái dương như là trong cơ thể mà chúng ta đang làm việc ở một cái tức là phải ở cái nâng cái tâm thức ở một cái ở một cái cấp độ cao và tất và luân xa tùng thái dương này là nó là luân xa tùng thái dương mà ở bên trong đầu giống như chúng ta biết là có có bảy cái luân xa tương ứng ở với 7 cái lương xa trong thể giới thái và các 7 lương xa tương ứng nó trong cái đầu thì chúng ta làm việc với những cái lương xa bên trong đầu của chúng ta yeah. the theo như mình hiểu ý cô là vậy yeah. Tức là phải làm việc với những cái lương xa mà ở cái góc độ cao của nó cái phần tương ứng cao của nó it's one of the reasons why when we work on healing we work always in group formation so that the glamours, That we have as individuals don't impact our healing work. We are developing the ajna center to direct the energies. So it is a different way of discriminating, and it is a different way of detaching when we work in a group for healing. When you work on your individual glamour, it's different. But, um. chúng ta thấy là trong cái việc mà xua tan ảo cảm á, thì chúng ta không làm việc với cái cái thể cảm dục mà chúng ta tập trung vào cái cõi cảm dục và tức là chúng ta phải ở một cái vị trí ở, ở một cái tâm thức là người quan sát như là linh hồn và ở một cái tâm thức cao và như vậy là nó 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 khác biệt với cái công việc mà à, à, tức là cái, cái việc mà phân biệt và rồi đó à, nó 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 sẽ khác biệt với cái việc mà khi mà chúng ta làm việc như là trị liệu huyền môn đó là chúng ta phải ở một cái cấp độ tức là tập trung vào một cái tâm thức cao và không có liên quan gì đến um, uh, để cô nói yeah. let me give an example that might assist us there's a young a, a man who's 30 some odd years old and his he has had issues with anger and self pity all of his life Và có cô tôi đưa ra một cái ví dụ là có một cái người đàn ông thì ổng ổng luôn có cái vấn đề là uh, giận và và giống như là tự thương cảm và tự thương hại bản thân á giống như là tự thân đó trong suốt cuộc đời của ông. And through therapy he has learned to use his mind. He's very intelligent, but he has used learning how to use his mind to identify the the anger or the self-pity when it occurs. Và uh, ông ấy đã sử dụng cái trí của mình để mà nhận biết để xác định cái uh, cái 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 sự tức giận và cái sự tự thương hại bản thân này mỗi khi mà nó xuất hiện. But he has not yet learned to connect with his soul. Nhưng mà anh ta cứ dùng cái trí nhưng mà anh ta chưa bao giờ anh ta vẫn chưa có kết nối với cái linh hồn của anh ấy. So he can work in group on healing, but he is not yet ready He needs to practice and prepare to learn to stand as the observer, as the soul, and connect to the soul light. Um, anh, anh ta phải, phải làm cái việc mà phải chuẩn bị, phải làm hoạt động như một cái linh hồn và hoạt động với cái ánh sáng của linh hồn. Và nãy bây giờ mới nhớ rồi, hồi nãy cô có nói một cái ý là đó là lý do tại sao mà trong trị liệu hiền môn á, thì chúng ta phải làm việc như một nhóm Uh, uh. he has not yet done the three things that dk tells us to do before to prepare and that is to recognize the soul light to meditate and to think in that abstract way without it being on the emotional level. But, um, anh ta đã không có làm cái 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 uh, ba điều ba cái giai đoạn mà như mà uh, chương sư đi cây có nói á trong cái sự chuẩn bị hay gì uh, chương sư có nói là tức là phải uh, tập trung vào linh hồn và nhận thức được mình như là hồn hoạt động như là cái linh hồn và tập trung vào cái ánh sáng của linh hồn và không có liên quan gì đến cảm xúc cả And a lot depends on your rays. And we'll go through that as we select our glamours, uh, the glamours that are associated with particular rays. We'll do that in uh, và, và, probably by May. Và cái cái việc sưu tạo cảm này nó cũng liên quan rất là nhiều đến cái các cái cung năng lượng của các bạn. Và chúng ta sẽ học và nghiên cứu cái phần này và có lẽ là vào tháng 5. <laughs> So, this young man I'm describing is not yet ready to connect in that triangle of the head center, which actually holds the soul. That's our connection to our causal body. Our soul vehicle is in the higher mind on the ba, constitution of man thể the heart center, which we are all connected to but the develop through meditation, the lifting of the heart to the heart in the head center. và cái cái sạch xa tim như chúng ta biết thì nó phải được nâng lên thành cái lương xa tim ở bên trong đầu. Tức là khi mà chúng ta hoạt động và nhận thức như linh hồn thì lúc đó là cái lương xa tim không phải là lương xa tim ở đây ở trong thời dị thái nữa mà là cái lương xa tim ở trong đầu. And that is the point of the illumined mind, that light. Và đó là cái điểm mà người ta nói là cái cái tâm trí được giác ngộ hay là cái thể trí được soi sáng. with the light of the brain and the brain is the physical you know the physical manifestation of our personality light is in the brain và cái não bộ không Trần là cái biểu hiện vật lý của cái cái ánh sáng của, uh, ánh sáng của vật chất. And the importance, and we'll go through and practice this. And as you practice joining the light of the mind, that illumined mind, with the light of the brain, it is to keep it separate. It's not separated. It is a light that is not emotional. That keep it. Cái điều quan trọng nữa là khi mà các bạn kết hợp giữa ánh sáng của thể trí và ánh sáng của nã bộ hồng trần, đó là các bạn không có được cho cái cảm xúc nó xen vào. And that is why we use our alignment and we come together and DK says to use the alignment with the group to keep ourselves on that high level. Và đó là tại sao mà ờ uh, chúng ta chỉnh hợp với linh hồn và chỉnh hợp với nhóm để mà để mà cái năng lượng nhóm có thể giữ cho chúng ta ở một cái cấp độ cao cái cấp độ của linh hồn đó. And the hardest thing for students I believe is to not be critical of oneself, to use the meditation to stand in the light. Và cái điều khó khăn đối với người môn sinh tôi nghĩ đó là uh, đừng có um, đừng có quá mà chỉ trích hay bình bản thân mình đó uh, trong cái việc uh, trong việc tham thiền. So Daisy, was that an adequate answer? Um, cô có hỏi là là có, phải là với những cái gì cô nói thì như vậy là tú anh có thấy là cái câu trả lời như vậy đó đã được đầy đủ chưa hả em tú anh ơi em em có 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 hiểu cô nói nhưng mà vẫn chưa hiểu ý là câu hỏi của em là cái ánh sáng nào là tương ứng với lân xa nào thì em không thể cô nói đến ý là cô giải thích rất là cụ thể nhưng sau đấy em không thấy cô kết luận lại Uh, yeah, so um, um Mr. An she says that she she she, she understands um and she uh like you answer a little bit of her question but she still have not understood yet okay uh the like which which lies correspond to which center? Yes. Um, I was going to see if I could find my Constitution of Man. Um, all of the, this is part of the essential series that we're doing every other week. And we get into better ways to connect these things. Um, let me see if I have it in this. Yeah. My Constitution of the Man. cô Picture nói là cô here. đang tìm cái hình về cái cấu tạo con người á và cái phần này thì chúng ta có lẽ là sẽ nói đến yeah, trong I cái cái buổi mà cái chuyên đề thứ hai là về khoa học về các mối quan hệ à, tức là cái nền tảng cho cái chiêm tinh học của linh hồn á. Mm -hmm. yeah. So this is in the etheric physical. This is where our brain is. In that layer. And the hard thing about our teachings is nothing is separate. It is all together. But we have to learn about it by kind of dividing it up to make sense of it. And now we're trying to put the division that we did back together. That's the only way I can describe it. And the constitution yeah. of man helps. Um, um... À, cô nói là đây là cái giống như cái phần về cái cấu tạo con người á thì cái cái điều khó cho cái người môn sinh chúng ta đó là thực ra là chúng ta để mà họ dễ học á thì phân ra như thế này thôi. Nhưng trên, trên thực tế là tất cả nó đều là một hết, tức là nó nó đều hợp nhất là con người giống như một cái thể gì đó. Nhưng mà chúng ta để mà học thì chúng ta à, phân tách ra như vậy nhưng mà cho nên nó nó sẽ hơi khó một tí. Và à, Did you like now we can now give the equal advice? I saw that tune has put something on the chess box. So we uh, Can you it? see the screen? Yes, yes, I can see the screen. Okay. So we will continually look at this as we go through the essential relations. And keep making these connections to here's the brain, and here are our senses. Then we yeah. have an emotional body, and then we have a concrete mind, and then we have our higher mind. Those are the levels that all interconnect and are one. Um, cô nói là chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về cấu tạo con người trong cái chuỗi chuyên đề mà mà uh, trong chuyên đề mà xen kẽ với chúng ta là tức là chuyên đề này là chuyên đề về sự ảo cảm tức là cứ cách uh, hai tuần thì chúng ta lại có cái chuyên đề khác là cái chuyên đề về, về 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 các khoa học về các mối quan hệ đó tức là một tuần hai tuần gì đó thì thì trong cái phần này thì chúng ta sẽ thấy là giống như là cái cái phần tương ứng với cái cái thể um, thể xác hay cõi trần của chúng ta thì nó sẽ tương ứng với các giác quan và dạ, các giác quan ng ngũ giác uh, uh, năm cái giác quan rồi xong rồi nó đến cái thể cảm dục rồi đến cái hạ trí và cái thượng trí dạ um, and all, ta, all of these are học. developing together they're they're every day we make progress in becoming more aware and unifying all of these in our systems every single experience cứ, cứ, mỗi một cái trải nghiệm đơn lẻ mỗi cái trải nghiệm đơn lẻ mỗi một cái trải nghiệm đơn lẻ đi qua thì chúng ta lại càng phát triển hơn và chúng ta lại càng càng tích hợp tích hợp hơn cho nên là tất cả phân chia ra như vậy thôi nhưng mà tất cả nó đều uh, là một hết là một hết và uh, chúng ta sẽ học từ từ thêm những cái phần về cấu tạo trong con người kỹ hơn này. Um, I saw that Mr. Thu, uh, she, she, ha, she, would like to say something. Sure. Yeah. Yeah. Cô, dạ, U dạ, con mời U ạ. Oh, she, um, uh, you can unmute. Can she unmute? Dạ. Yeah. Ờ uh... ô chương ơi làm sao mở cho U nói nè. U ấn vào nút unbill đi Thank you cho. Dạ chắc là U trong thời gian chừng. Trong thời gian mà U bật thì con đọc cái 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 phần chat của chương có gửi là trong cái quyển đường đạo trong kỷ nguyên mới quyển 1 trang 588 là linh hồn hoạt động thông qua thể cảm dục và kiểm soát cái ánh sáng của trái tim thứ hai là rồi sau đó lưu ý đến ánh sáng mờ của phàm ngã và cái ánh sáng tỏa chiếu của linh hồn và quan sát tiếp một cái một cái ánh sáng kép khác À, cái ánh sáng rất là mạnh mẽ và sáng và ảnh hưởng của cái luna tùng thái dương và cái ánh sáng dao động và và giống như kiểu là là à, lên xuống như cơn sóng gì đó của luna tim thì không biết là cái này có giúp gì ở trên à u vẫn chưa mở được micro còn cũng không biết làm sao đây là. hay là u thử dùng thêm một cái thiết bị nữa không U Can she and speak? She cannot open the micro. Okay. Uh, it's getting late for you all. I hate to go. The one thing I'd like to point out about this. When we meditate, we are using this mental unit, our mental unit. And we are practicing discrimination and we're controlling all that is below. control the cheetah of the concrete mind, controlling quieting the emotions, stilling the physical body so that we can, with practice connect with the soul. But, when we are in any experience, we are never separated from the soul. We are one with the soul always. We're not aware, but we are one. So always consider what you're becoming aware of doesn't always fit with your. The idea that you are one, you are not separate in any way. And that's probably, I think, the most important thing to realize as we move forward together. We may have distinct soul vehicles, but this soul vehicle is connected with that higher soul plane, and you are never separated from your soul. You may act as if you're separated. <laughs> thì Dương, Dương hay mình ấy dạ 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 chắc cô đợi con con dịch một chút xíu cái phần này của cô nói um, à, à. chứ rồi không biết nhớ dạ dạ thì uh, cô nói là uh, cô nói là cái chúng ta phải nhớ là khi mà tham thiền á thì là chúng ta sử dụng cái cái đơn vị của thể trí có nghĩa là uh, chúng ta sẽ dùng cái đơn vị của thể trí để mà giống như là làm tĩnh lặng từng từng cái chitta ta có thể trí rồi cái tĩnh lặng cái thể cảm dục và à, làm yên tĩnh cái thể xác của mình Nên là khi chúng ta tham thiền là như vậy à, nhưng mà thực ra giống như để chúng ta chỉnh hợp với linh hồn giống như là để mà chúng ta à, nhận thức về linh hồn nhưng mà thực ra thực tế là chúng ta luôn luôn là một với linh hồn giống như là linh hồn thì có các cái hoa sen chân ngã có những cái cánh hoa như vậy phân tách ra như vậy nhưng mà thực ra nó cũng là một với nhau và và chúng ta cũng như là linh hồn có điều là chúng ta có ý thức về 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 là chúng ta như là cái linh hồn hay không thôi chứ còn chúng ta vẫn luôn là một với nó nhưng mà chúng ta liệu có ý thức được hay không? Dạ, dạ con có mời u ạ. À? Dạ. Minh con xin có ý kiến một tí. À, tức là lúc nãy thì Tú Anh Thái hỏi là à, bây giờ cái, khi mà xét cái tâm giác thì cô nói mà liên quan đến đang đang giảm về xua à, ta nào cả mới lại uh, mới lại làm tan biến um, cái cái ảo tưởng ấy thì có ba cái tam giác là như thế này là luân xa đầu là một này luân xa chán là hai này luân xa tùng thái dương là ba đúng không ạ thì cái tam giác là như thế nhé thế thì trong cái kỹ thuật ánh sáng ấy thì, thì chân sư nói rằng là chúng ta sẽ kết hợp ba nguồn ánh sáng nguồn thứ nhất là cái cái ánh sáng vật chất tức là não bộ đấy thứ hai là cái ánh sáng của cái thể trí thì là hai cái thứ ba là ánh sáng của linh hồn thì đầu tiên là hai cái anh não cái não bộ với lại cái thể trí thì hai cái đấy là phải kết hợp với nhau và lúc nãy cô cũng nói rồi tức là cái ánh sáng của thể trí với ánh sáng của não bộ thì kết hợp với nhau và và không nhớ rằng là không được cho cảm xúc tràn vào đấy thì nó nó chỉ là là cái trí thôi làm việc thôi thế thì hai cái ánh sáng thứ nhất là cái ánh sáng mà mà, mà thấp đấy của, của, của mình sau đó thì lại kết hợp với lại ánh sáng của linh hồn thì nó mới thành ra một cái chùm ba cái tia sáng này nó thành một cái chùm một cái chùm này mới chiếu vào trong cõi cảm dục chứ không phải là cõi và cái không phải là chiếu vào cái thể cảm dục cái cô đã nhắc kỹ rồi là cái chùm nó sẽ chiếu vào cõi cảm dục vì ảo cảm là ở trên cõi cảm dục. Bây giờ tiêu diệt ảo cảm thì tức là phải đưa một cái ánh sáng rất sáng của cái chùm này chiếu vào trong kia. Thế thì theo như mình hiểu ấy thì um, cái tam giác lúc đầu ấy nói là luân xa đầu, luân xa chán, luân xa tùng thái dương. Thì mình nghĩ rằng là cái ánh sáng của linh hồn thì là sẽ là tượng trưng À, tức là sẽ tương ứng với cái luân xa đầu còn cái ánh sáng mà mà não của của não bộ vật chất ấy, ánh sáng vật chất ấy, của não bộ ấy, thì là của tùng thái dương thế còn cái riêng cái luân xa chán thì nó sẽ tương ứng với cái ánh sáng thể trí thì có phải như vậy không thì ở đây không có nghĩa là mình mình không có giải thích được không có trả lời được câu hỏi của tú anh thái đâu mà mình chỉ phân tích lại một tí để đi vào đến cái là vậy thì cái luân xa chán thì là như thế nào có phải tương ứng với ánh sáng của thể trí không vì cái luân xa chán này thì nó lại tương đối phức tạp mà khi mà mình chữa lành ấy, thì cô giáo Nicole giảng hôm trước đấy thì là chân sư bảo là chúng ta phải hình dung không phải chúng ta hình dung đâu mà thực ra thì chân sư đào tạo cho các đệ tử luôn các thứ nhưng mà mình ở đây mình áp dụng thôi thì mình phải coi mình là điểm đạo đồ bậc ba chứ không phải là mình là cái người bình thường như bây giờ người chính nguyện như bây giờ đâu nhưng mà mình cứ tưởng hình dung cái ít mình là điểm đạo đồ bậc ba thì mình mới có đủ cái khả năng để mà tập trung nhận tiếp nhận cái nguồn sáng từ cõi bồ đề xuống và nó sẽ tập trung vào cái uh, luân xa chán để sang mắt trái mắt phải thì mình phát đi uh, đến linh hồn nhóm rồi từ đó thì tỏa sang uh, cái tác động của linh hồn bệnh nhân đấy thế thì thế thì phải chăng là cái thể trí này thì nó sẽ có liên quan gì với cái luân xa chán không theo theo cái nghĩa như vậy chứ còn mình cũng chưa chưa thật rõ về cái gọi là như thế thế nhưng mà về cái 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 chùm tam giác ánh sáng thì là nó là ba cái đấy rồi thế thì có phải là ánh sáng linh hồn là tương với đầu còn ánh sáng vật chất thì là tùng thái dương nghe nghe có vẻ như về cảm tính là có có vẻ là hợp lý thế còn cái luân xa chán thì là với cái ánh sáng của thể trí thì mình 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 thì nếu mà hỏi được cô là 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 như vậy thì nếu mà cô bảo là đúng thì à, thì là biết là như thế mà cô bảo không phải nó còn phức tạp hơn chứ nó không đơn giản như thế nó là kết hợp của nhiều cái kiểu nó nó khác chứ còn không phải cứ tương ứng một một cái thì, thì thôi và những cứ tạm để câu hỏi là đấy đó. Yeah. So uh... à, xa... à, thế gì nhỉ à, tức là luôn xa đầu luôn xa tim hả và luôn xa tùng thái dương hả vậy mình tưởng luôn xa đầu luôn xa chán với luôn xa tùng tim cái tam giác lúc ban đầu cô nói đầu tim và tùng thái dương ủa chứ không phải à thế à, tùng thái dương. à thế ạ à? đầu là linh hồn nhá tùng thái dương thì là vật chất nhá thế còn luân xa tim thì là mình cũng không phải không lẽ mình là không biết mình ghi cái 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 tam giác cái à, dạ dạ để con dịch nhanh cho cô nghe So, uh, Miss, Mister has a, a question. that's um, briefly, this is just like, is there, uh, the, the triangle of the head, the Asana and the solar plexus? No, no. I no, no. no. no there, that is uh it is really important that we understand the use of the triangles. Um, so, our là, tri cái The triangles develop in a certain progression or order as one develops. Uh, what, tam... you know what I'd like to do Daisy? Why don't I prepare a real answer to this because this is a very important piece. Why don't I prepare a short um, slideshow with some visuals yes. that I've used over the years as we've done the opening to the energies of each sign? Yeah. And uh, in the study of the centers, I think it would be really, really important for us to do that. Let me do that. You and I can work on it. And yep. uh, pick another day. It might be most important to even do it next week as uh, part of our essential okay. relations. Yeah. Because it's really critical that we understand this at this point. And I know there are students at different levels. So if people will practice a, a, a little patience and hold that in their minds because depending on who we are we have different triangles that are developing and are prominent for us in our stages of development so it would be really wrong of me to answer that without reviewing how that occurs yeah yeah okay um thì uh, dạ, cô có nói là nếu mà cô trả lời cái câu hỏi này mà là Cái, nó tùy theo cái sự tiến triển, sự phát triển, sự tiến hóa của chúng ta mà nó sẽ liên quan đến những cái tam sự phát triển của những cái tam giác tương ứng, dạ và do đó là uh, thay vì nói về những cái tam giác gì như thế nào thì có lẽ là cô sẽ cô sẽ chuẩn bị cho chúng ta một cái trong trong cái bài vào tuần sau chúng ta sẽ có cái buổi về uh, cái chuyên đề về khoa học về các mối quan hệ thì là cô sẽ um, có có cái thêm vào một cái slide nói về cái cấu tạo con người về để mà chúng ta có thể hiểu hơn uh, trước khi mà chúng ta đi vào những cái cái phần về những cái những cái này dạ yeah. is that alright yes yeah. i agree oh, thank you it's late now thank so you. it's late let's end yeah. and blessings thank you so much and sound a silent om as you go to sleep <cười> <cười> you và know. chúng ta sẽ dừng lại ở đây và cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúng ta có thể sướng một cái thánh ngữ từ ôm trong thinh lặng khi mà chúng ta uh, đi ngủ yeah uh, okay yeah uh, I'm going Ủa, to oh, end the con... meeting yeah is it right